cm và đổ bê tông. Sau đó chưa đó khoảng vài ba tháng để cho nó đông kết. Và sau đó thì người ta mới có thể sau đó người ta mới dùng miếng cẩn thận. Với chị Nguyễn Thị Hằng là người vợ của anh Bùi Văn Thọ, và được nghe chị kể những cái lo lắng của một người vợ ở thủy điện Thị Quang hoặc là thủy điện Liên Ninh của huyện Hồ Chí Minh, thì những cái sự cố nó thường bị sạt trượt ở mùa mưa, nó cũng thường hay xảy ra. Cũng như với những kinh nghiệm về bản thân của anh Phạm Vinh là thì cái việc đấy nó cũng bình thường, chưa có gì để người ngoài nhìn thì quá gì nữa. Nhưng với đây này, ví dụ nhé, bên này anh cứ nhìn mà xem những cái vách núi như thế này mà có những cái xe của chúng ta cứ đi ở trên đá thì nó cũng được như thế này. Có lúc mà cái độ nghiêng của nó rất là cao, có thể đến 90 độ chẳng hạn, thì chúng ta hay nói là phải tình trạng như vậy. Tôi gặp cái tình trạng 2004 thủy điện Tuyên Quang, trong cái của máy anh đang báo cáo của hậu quả chính thì có hai là nó sự cố sụt của 70,000 m3 đá. 70,000 m3 đá sụt xuống. Bị sụt xuống. Còn cái xe của chúng ta thì hai cái máy như hai con thần làm bán vào thanh nữa. Sau một đêm từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng mai thì tôi cũng huy động toàn bộ tất cả 75 anh em nhân trong đội. Và tới 45 người là trẻ mới ra trường 2 năm và nên đã tập trung cùng cứu hai cái đó luôn. Và khi cứu lên thì nói chung là an toàn tại được nhà máy. Tỉnh lớn rồi những dòng sông đang được đưa vào những cái dòng khác và đưa vào những cái thước pin để cho sinh ra những dòng điện phát sáng những thành phố, những bản làng và những cái thôn xóm, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái đóng góp âm thầm của những người công nhân, và trong đó có công nhân máy xúc như là anh Bùi Văn Thọ, những người luôn đi trước đúng không ạ? Và mỗi khi xanh cỏ thì đến và ngói đỏ điện sáng thì lại ra đi, họ âm thầm như thế, là như thế đã từ rất là nhiều năm nay rồi, họ vẫn còn đang tiếp tục như vậy để cho những công trình mới lớn nhất của chúng ta. Xin cảm ơn anh và xin gửi chào qua anh qua chương trình này tới tất cả những người là máy xúc của công ty Sông Đà cũng như là của tất cả các tổ công ty xây dựng khác của Việt Nam. Đúng không? 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 Đúng không?